sáng sớm chạy bộ, thanh niên để điện thoại một góc nhờ cộng đồng mạng chống hộ và cái kết. Thế giới càng phát triển, cư dân mạng càng nghĩ ra nhiều thử thách rất ư là kỳ lạ. Sau hàng loạt những thử thách kiểu vào rừng ở mấy ngày trời, ăn mì tôm trong nhà vệ sinh, vân vân và mây mây, thì mới đây một thanh niên đã có thử thách về lòng tin với nhân sinh. Không biết thần linh phương nào mách bảo mà anh chàng quyết định để chiếc điện thoại ở gốc cây vào sáng sớm nhờ cư dân mạng chống hộ để đi chạy bộ cho nó thảnh thơi. Mây trôi nước chảy vô tình, người ta có biết thương mình hay không? Bầu trời thì sáng dần, người qua kẻ lại cũng đông hơn. Và cái kết khi anh chàng quay trở lại hội ngộ với em dế yêu dấu là... Dù kết cục đã được báo trước nhưng cư dân mạng cũng không thể nào kìm nén được cảm xúc lúc này. Anh em TikTok thì than thở, chúng tôi cũng ở trong nhiệt tình lắm chứ, mà chuyện run rủi đâu ai muốn đâu. Mà câu hỏi đặt ra là anh chàng mất điện thoại thì lấy đâu ra clip để đăng TikTok nhỉ? Ai biết khôn, giải đáp dùm tôi với. Và nhớ là đừng quên like, share và subscribe 8TV để cập nhật những tin tức thú vị bạn nha.